Chào mừng các bạn đến với kênh audio Chuyện Đông Hua, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé. Đại Thiên Thế Giới, tập 168, Yêu Yêu đối chiến với Tam Linh Toàn Ma. Để cho con chịu khổ rồi, mẫu thân tới chậm một chút, bởi vì ta cần điều tra rõ một số thứ, nên cần một ít thời gian, nhưng mà tại thời khắc mấu chốt này, cuối cùng thì ta cũng đã tìm ra. Nữ tử tuyệt mỹ nhìn Tiểu Độc mỉm cười nói, sau đó, đôi mắt đẹp kia nhìn về phía Vũ Hàm, cùng Thôn Thôn cười nói, không sao nữa rồi, tiểu công chúa của ta. Là Di Nương không đúng, tiếp theo, chuyện nơi này cứ để cho Di Nương. Nghe được Di Nương nói như vậy, trong lòng Vũ Hàm cũng lần nữa tràn ngập tự tin, vì dù sao, thực lực vị Di Nương của nàng phi thường rõ ràng, bởi vì Thiên Di Nương, thực lực so với hai vị mẫu thân bọn họ còn lợi hại hơn, tại toàn bộ Thần Nguyên Cung cũng nằm trong top đầu. Sau khi Yêu Yêu xuất hiện, một cỗ năng lượng thần bí đặc thù, cùng ma khí tràn ngập trong thiên địa đối kháng lại, mắt thường cũng có thể nhìn thấy tốc độ tiêu tán dần đi. Biến cố bất thình lình xảy ra, làm cho tất cả cường giả thần trích đều kinh hãi, bọn họ mạnh mẽ ngẩng đầu, có chút khiếp sợ không hiểu, nhìn hư không, lấy được bóng hình xinh đẹp. Có thể rõ ràng cảm nhận được, ở trên người của nàng có một cỗ lực lượng thần bí đặc thù, ba động từ trong cơ thể, gào thét đi ra, loại năng lực này không giống như là thần nguyên khí, cũng là một loại khác không thua gì lực lượng thần bí thần nguyên khí, hiện ra màu xanh cực đoan, đồng thời tản ra khí tức nguy hiểm. Trong thiên địa, tất cả thần trích cường giả đều mang vẻ mặt khiếp sợ nhìn Yêu Yêu, hiển nhiên cũng bị chấn động, đến tột cùng nàng là thần thánh phương nào, thậm chí, ngay cả Tam Linh Toàn Ma cũng đều bị áp chế bởi nàng. Phải biết rằng, vị Tam Linh Toàn Ma này cũng không tầm thường, nhớ năm đó, một mình hắn trong một đêm, liền thôi hủy một trong năm thế lực lớn trong vô lượng thần giới, Nguyên Thủy Sơn. Ngay cả Nguyên Thủy Sơn chi chủ có được pháp thân Nguyên Thủy, cũng không địch lại Tam Linh Toàn Ma, nhưng cũng có tin đồn sau trận chiến kia, Tam Linh Toàn Ma cũng bị thương, từ đó về sau cũng rất ít thấy. Không nghĩ tới lúc này đây trong vô lượng thần uyên, lại một lần nữa xuất hiện. Hơn nữa thực lực so với trước càng thêm cường hãn, xem ra trong thời gian biến mất này, thương thế của Tam Linh Toàn Ma cũng đã khôi phục. Vị Tam Linh Toàn Ma này, trong cửu đại toàn ma của Diệt Thần Phủ, đều là ba tồn tại đứng đầu. Dù là thất trọng thiên vị thần bình thường mà gặp phải Tam Linh Toàn Ma, đều phải kiêng kỵ ba phần, nhưng vị nữ tử xinh đẹp này, thân truyền đến khí tức cũng là thất trọng thiên vị thần, mà lại đại có lực lượng mạnh mẽ đặc thù, có thể khiến cho nàng chiếm lấy một ít ưu thế. Cỗ lực lượng thần bí đặc thù này, lại có thể ngăn chặn ma khí chi uy. Cái này cũng đủ để nói rõ, thân phận của nàng hiển nhiên là bất phàm, tồn tại như thế, ở trong thế giới đẳng cấp thứ nhất, đều là có danh tiếng hiển hách nhất định. Chính là người đó sao? Lúc này, ánh mắt của Tứ Vực Thiên Thần Quân cũng vững vàng, tập trung vào thân ảnh Yêu Yêu, bởi vì trước khi tiến vào vô lượng thần uyên, đã có một chiếc phương chu siêu cấp không rõ thế lực, trên phương chu có bốn thân ảnh. Lúc ấy, Tứ Vực Thiên Thần Quân cảm nhận được ở trên người vị nữ tử Khuynh Thành Khuynh Quốc này, có một tia nguy hiểm. Hôm nay, xem ra quả nhiên là thật. Không nghĩ tới một chiêu của nàng, lại đem lực lượng Tam Linh Toàn Ma đều áp chế, điều này làm sao không làm cho Tứ Vực Thiên Thần Quân cảm thấy giật mình. Tam Linh Toàn Ma nhìn thấy ma khí của mình bị lực lượng thần bí đặc thù của đối phương áp chế, kinh hãi nhìn bóng hình xinh đẹp này, sau đó hắn cảm nhận được lực lượng thần bí màu xanh kia, phóng ra ngoài, trong mắt xẹt qua vẻ suy tư, sau một khắc, con người Tam Linh Toàn Ma đột nhiên mở to lên, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Ngươi là người của Thần Nguyên Cung. Tam Linh Toàn Ma cũng đã nhận ra thân phận người tới. Lúc này nhịn không được trầm giọng, ở trong thanh âm kia, đúng là có vài phần kiêng kỵ. Thần Nguyên Cung. Đây không phải là thế lực cự phách có thể chống lại thần trích liên minh sao, như thế nào, ngay cả thế lực cường giả cường đại như vậy, hôm nay lại xuất hiện ở đây. Tất cả thần trích cường giả ở đây đều trợn mắt há hốc mồm, phải biết rằng, trong thế giới đẳng cấp thứ nhất này, vị cung chủ Thần Nguyên Cung kia, chính là sự tồn tại khủng bố của đại truyền kỳ thần giới. Hơn nữa, thời gian sáng lập Thần Nguyên Cung cũng không phải rất lâu, vẹn vẹn chỉ mấy vạn năm. Có thể trở thành thế lực siêu thần cự phách ở bên trong đệ nhất đẳng cấp thế giới, đệ tình cường đại, dù so với những thế lực siêu thần đỉnh phong, đều không đáng nhắc tới. Với thực lực và nội tình của Thần Nguyên Cung, cho dù vị cung chủ đại truyền kỳ kia không ra tay, cũng đủ để thị uy với các thế lực thần và thế lực siêu thần. Ngày thường, người của Thần Nguyên Cung, cơ bản đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, cho dù muốn cầu kiến, cũng không có cửa để vào, nhưng mà trước mắt, lại đột nhiên xuất hiện trước mắt bọn họ, điều này làm sao không khiến cho những cường giả thần linh ở đây rung động. Được rồi. Ta đi giải quyết sự tình trước, nếu không sẽ muộn mất. Yêu Yêu nói xong với ba người Vũ Hàm, bóng hình xinh đẹp, ngay sau đó, xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm đã bị trọng thương, cặp mắt đẹp tản mát ra ánh sáng kỳ dị, quét qua thân thể hắn, sau đó không nói hai lời, một cỗ lực lượng đặc thù, ngưng tụ trong tay, sau đó tràn vào Tiêu Viêm bị xuyên thủng. Cỗ lực lượng đặc thù này tràn vào, chỗ thương thế của Tiêu Viêm đang dùng tốc độ kinh người khép lại, trực tiếp làm cho các cường giả thần trích khác đều trợn to con mắt. Ta, thương thế của ta đã khôi phục. Tiêu Viêm có thể rõ ràng cảm nhận được thương thế trên người mình, đã rất rõ ràng khép lại, hơn nữa thực lực bản thân cũng đồng dạng khôi phục trở về. Đa tạ tiền bối cứu giúp,
tiểu bối Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng chắp tay cung kính nói với Yêu Yêu. Yêu Yêu trên gương mặt cũng mang theo một tia mỉm cười, nhẹ giọng nói, không có việc gì, ngươi cùng Thần Nguyên Cung chúng ta cũng là hợp ý, hắn thế nhưng là rất chú ý tới ngươi, hy vọng ngươi sẽ không để cho hắn cùng chúng ta thất vọng. Ta vừa mới dùng khí vận lực tạm thời để cho thương thế của ngươi khép lại, muốn triệt để khôi phục còn cần một ít thời gian an dưỡng, hiện tại ngươi cứ yên tâm chữa thương, chuyện kế tiếp nơi này cứ giao cho ta xử lý. Thấy đối phương nói như vậy, Tiêu Viêm cũng không nói gì nữa, dù sao thực lực Tam Linh Toàn Ma rất mạnh, dù là dưới hình thái phần thần nhị hòa, hắn cũng không có tư cách chống lại hắn. Không nghĩ tới, Diệt Thần Phủ các ngươi vẫn hành động. Yêu Yêu cùng Tiêu Viêm kết thúc nói chuyện, ánh mắt của nàng nhìn ma ảnh lơ lửng trên hư không cách đó không xa, mở miệng lẩm bẩm nói. Nghe vậy, thần sắc Tam Linh Toàn Ma cũng hơi biến đổi, trong lòng thầm nói, người của Thần Nguyên Cung đúng là cái gì cũng biết. Nhưng khi đối mặt với Yêu Yêu, cặp mắt màu đỏ của Tam Linh Toàn Ma cũng không có gì gợn sóng, nói, Diệt Thần Phủ ta làm chuyện gì, còn cần Thần Nguyên Cung các người tới quản sao? Hay là nói, Thần Nguyên Cung các ngươi muốn cùng Diệt Thần Phủ chúng ta đối nghịch? Ha ha, nếu như Diệt Thần Phủ các ngươi tạo phúc đại trụ, Thần Nguyên Cung chúng ta tự nhiên sẽ không nhúng tay, nhưng việc mà các ngươi làm đã nghiêm trọng, nguy hại đến an nguy của đại trụ, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ mặc kệ sao? Lúc này, nàng cũng không nhiều lời với Tam Linh Toàn Ma, ngọc thủ nhẹ nhàng, trực tiếp nâng lên, ngọc chỉ thon dài, làm như kết thành một đạo ấn pháp. Đại thần kỹ, Phụng Vũ. Vừa dứt lời, tất cả mọi người mãnh liệt cảm giác được toàn bộ thiên địa vào lúc này kịch liệt chấn động lên. Bùm! Sau một khắc, thần lực mênh mông, đó là khí vận chi lực đặc thù cường đại phun ra, trực tiếp nhuộm đẫm bầu trời này thành màu xanh. Sau đó, chỉ thấy ở trên hư không vang lên tiếng phượng minh, một đạo phượng hoàng màu xanh cực lớn kích động cánh, tản mát ra lực lượng đáng sợ, khiến vô số cường giả thần linh đều lâm vào biến sắc. Sắc mặt Tam Linh Toàn Ma tại thời khắc này hơi biến, bởi vì hắn thật không ngờ, đối phương vừa ra tay, đã thi triển ra đại thần kỹ cường đại, hơn nữa xem ra đạo thần kỹ này đẳng cấp ít nhất đã là đỉnh cấp đại thần kỹ. Tam Linh Toàn Ma hai tay cũng khép lại, chỉ thấy trong thiên địa ma khí hội tụ mà đến, hóa thành hai đạo nguyên khí đại thủ, nhìn không thấy điểm cuối, một lên một xuống, trực tiếp hướng về Phượng Hoàng hung hăng bộ tới. Bùm! Nhưng dưới sự đụng độ của hai đạo lực lượng cường đại này, Phượng Hoàng lại một lần nữa kêu lên một tiếng, lực lượng cường đại tàn mát ra mênh mông không dứt, trực tiếp đứng vững trước hai bàn tay ma khí lớn. Hơn nữa, trong lúc Phượng Hoàng nhảy múa, ẩn chứa khí vận chi lực không cách nào hình dung. Thế công của hai người sau khi giằng co một lát, bàn tay hội tụ ma khí lớn, dưới ánh mắt kinh hãi của chúng thần chỉ cường giả trực tiếp bị ăn mòn hóa giải. Thân hình Tam Linh Toàn Ma nhất thời chấn động, có chút chật vật, lui về phía sau mấy bước. Sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi, hắn ngưng tụ ma khí đại thủ, lại dễ dàng bị đối phương hóa giải như vậy, thật đúng là hiếm thấy. Hơn nữa, thực lực của đối phương cũng giống như mình, đều là thực lực thất trọng thiên vị thần, vì sao đạo đại thần kỹ của đối phương lại mạnh mẽ như vậy? Không hổ là người của Thần Nguyên Cung, xem ra người có lực lượng đặc thù, sợ là tồn tại vô địch trong cùng cảnh giới. Tam Linh Toàn Ma cắn răng nói, đừng giả bộ, thì triển ra thực lực chân chính của ngươi đi, ngươi thân là Diệt Thần Phủ Phương Tam Linh Toàn Ma, ta không tin thực lực của ngươi chỉ có như vậy. Lời nói của Yêu Yêu cũng vạch trần lớp ngụy trang của Tam Linh Toàn Ma, tuy rằng thực lực của mình cũng không kém, nhưng nàng không tin đối phương chỉ có chút thực lực này. Ha ha, quả nhiên vẫn có một số việc không thể gạt được ngươi, đã như vậy, ta sẽ thi triển lực lượng chân chính. Tam Linh Toàn Ma vào giờ khắc này cũng không giữ lại thực lực, dù sao đối phương chính là người của Thần Nguyên Cung, thực lực càng thần bí khó lường, ma khí cuộn cuộn chảy xuôi, cuối cùng đều hội tụ ở trên thân thể của hắn, ma quang quanh thân lưu động, hiện ra một pho tượng ma vạn trượng. Trong lúc mơ hồ, lại có một loại âm thanh phạm sướng quỷ dị, lặng yên vang lên, trực tiếp đem không gian của thần hỏa bao phủ, trở nên đen kịt như mực, bóng tối chảy xuôi vô tận, quỷ dị đến cực điểm. Cách đó không xa, Tiêu Viêm khi nhìn thấy Tam Linh Toàn Ma thi triển lãm đạo kỹ năng làm hắn quen thuộc này, liền nhớ tới lúc trước mình đối với thiên chúa cùng tiên thiên thần bên ngoài chiến giới đều thi triển qua đạo chiêu thức này, bởi vì một khi đạo ma tượng này vừa ra, đồng dạng cũng có một cỗ lực lượng cực kỳ đáng sợ quét ra. Ám hắc chi lực sao? Nhưng đây vốn không phải là lực lượng của các ngươi, cho dù ngươi thi triển ra cũng không cách nào đem ám hắc chi lực chân chính thi triển ra. Ánh mắt Yêu Yêu nhìn chằm chằm ám hắc ma tượng to lớn trước mắt, nhàn nhạt mở miệng nói, ha ha, mặc kệ có thể hay không thì triển ra lực lượng chân chính của hắc ám lực lượng, ngươi đều sẽ trở thành thủ hạ bại tướng của bổn tọa. Đối mặt với năng lượng đáng sợ của ám hắc ma tượng, Yêu Yêu cũng chưa từng sợ hãi, dù sao nàng cũng có át chủ bài cường đại chưa thi triển, cho nên bản thân còn giữ lại thủ đoạn để có thể chiến thắng đối phương. Phượng Vũ chi nhận. Yêu Yêu lạnh lùng hét, phượng hoàng to lớn không ngừng kích động cánh, sau đó mở ra miệng to lớn bắt đầu ngưng tụ năng lượng đáng sợ, cuối cùng ở trong miệng ngưng tụ ra một đạo có thể đánh bại chạm hết thảy màu xanh chi nhận, hướng về Tam Linh Toàn Ma công kích. Một kích này phảng phất có thể đánh nát toàn bộ không gian của thần hỏa,
thiên địa đều điên cuồng run rẩy lên. Tứ vực thiên thần quân cùng mấy vị đệ nhất thiên kiêu sắc mặt rung động, cũng cảm nhận được sự đáng sợ của Yêu Yêu. Tứ vực thiên thần quân vẫn luôn cao ngạo, tự cho mình cũng đồng dạng ở trước mặt Yêu Yêu trở nên có chút nhỏ bé. Lục trọng thiên vị thần cùng thất trọng thiên vị thần, sự chênh lệch thật sự lơ lửng như vậy sao? Ngay cả bản thể diệt thế thần hỏa, sau khi chứng kiến trận đấu giữa Yêu Yêu và tam linh toàn ma, trong lòng cũng hoảng sợ. Dù sao lực lượng như vậy cũng chính là thời kỳ toàn thịnh của diệt thế thần hỏa. Hôm nay kiến thức được thực lực chiến đấu của thất trọng thiên vị thần, cũng kích khởi một phần nhiệt huyết của diệt thế thần hỏa. Nhưng nhiệt huyết quy nhiệt huyết, diệt thế thần hỏa, Yêu Yêu cùng tam linh toàn ma giao chiến ở giữa, lực lượng mà Yêu Yêu thi triển cùng những thần trích cường giả khác không giống nhau. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube Audio Chuyện Đông Hua. Trong đại trụ này cũng không phải thần nguyên chi khí là chủ lưu, đồng dạng không ít thế lực cường đại đều có lực lượng độc môn tu luyện thuộc về mình. Thần nguyên cung này chính là một trong số đó. Nếu như ta đoán không sai, vị thần siêu cấp trong thần nguyên cung này chủ tu chính là khí vận chi lực trong đại trụ. Diệt thế thần hỏa cũng dò xét phân tích, dù sao diệt thế thần hỏa từ lúc mới sinh ra đến bây giờ trải qua rất nhiều chuyện, đối với bên trong đại trụ cũng có tiếp xúc với một số năng lượng khác nhau. Ám hắc ma do tam linh toàn ma triệu hoán ra, giống như phượng hoàng màu xanh kích động đôi cánh trong con ngươi kia. Sau một khắc, có thanh âm trầm thấp từ trong miệng truyền ra, thiên ma ngâm. Tam linh toàn ma mãnh ngẩng đầu lên, phía sau ám hắc ma giống như miệng giận dữ. Chúng ngôn thành hình, một ma ngôn từ ám hắc ma tượng trong miệng nhảy ra, ma ngôn kia ẩn chứa hắc ám lực lượng vô biên, giống như ác ma dữ tợn, một khi phóng xuất ra, sẽ nuốt hết thế gian vạn vật. Phượng hoàng chi nhận bầu phát ra năng lượng đủ để rung động thiên địa, trên đó, năng lượng thao thao bất tuyệt tuôn ra, đại thần kỹ đỉnh cấp, lực lượng quả nhiên khủng bố đến cực điểm. Ma ngôn ở lúc dâng lên, trực tiếp hướng phượng hoàng chi nhận, hung hăng va chạm mà đi. Trong nháy mắt đó, không có tiếng động lớn truyền ra, tất cả lực lượng tấn công đều dưới sự trùng kích của lực lượng khủng bố này, toàn bộ hóa thành hư vô. Tất cả thần trích cường giả đều chỉ có thể nhìn thấy, không gian kia đang nhanh chóng sụp đổ,